Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ là cuộc chiến tàn khốc và kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại. Và nhắc tới cuộc chiến kéo dài 6 năm này, có vô vàn sự kiện nổi tiếng, từ những vụ thảm sát dân Do Thái của Đức Quốc xã cho tới tội ác của đế quốc Nhật Bản, những chiến dịch quy mô lớn của phe đồng minh, những trận đánh ác liệt khiến hàng triệu người thương vong. Tuy nhiên, một trong những sự kiện nổi tiếng nhất chắc chắn là hai vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945. Đó cũng là những lần đầu tiên và duy nhất mà bom nguyên tử được sử dụng trong thực tế. Hậu quả của nó thì thật là khủng khiếp và ám ảnh hàng bao thế hệ nhân loại. Hãy cùng tìm hiểu hoàn cảnh sự kiện này thông qua bài viết Sự kiện ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, sức mạnh khủng khiếp đến từ vũ khí của tử thần, của tác giả Hải Stark, được đăng tải trên website Spire Room nhé. Vào năm 1945, Thế chiến thứ hai dần bước vào hồi tàn. Quân đội các nước phe đồng minh mở hàng loạt chiến dịch ở cả hai mặt trận Tây và Đông ở nước châu Âu, đẩy lùi quân đội phe trục. Đến ngày 8 tháng 5 năm 1945, sau khi Berlin thất thủ và Đức Quốc xã ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt chiến tranh ở châu Âu. Còn ở mặt trận Thái Bình Dương, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra ác liệt giữa quân đồng minh và quân đội đế quốc Nhật Bản. Tuy nhiên, đế quốc Nhật ngày càng lâm vào thế bất lợi, nhất là sau những thất bại sau những trận Iwo Jima và Okinawa, cộng thêm hàng loạt chiến dịch đánh bom các thành phố của Nhật Bản. Viễn cảnh kết thúc hoàn toàn chiến tranh trong năm 1945 hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy, đế quốc Nhật Bản vẫn không có ý định đầu hàng. Dù thiệt hại và thương vong của thường dân do các vụ đánh bom ngày càng lớn, 66 thành phố của Nhật Bản đã chịu không kích, khoảng 1,7 triệu người đã mất đi nhà cửa, hàng trăm ngàn người thiệt mạng và bị thương. Đặc biệt là ở trận không kích bằng bom napalm ở Tokyo vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 đã khiến ít nhất 100.000 người thiệt mạng. Tuy vậy, chỉ 2 ngày sau vụ oanh tạc Tokyo, Ngoại trưởng Shinehara Kujiro đã bày tỏ quan điểm mà nhiều thành viên cấp cao trong chính phủ Nhật Bản chia sẻ, rằng người dân sẽ quen dần với việc ngày nào cũng phải hứng chịu bom, dần dần tinh thần đoàn kết và quyết tâm của họ sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng tình hình thực tế không thể chối cãi là quân đội đế quốc Nhật Bản gần như là không còn có thể chống lại được sức ép từ quân đội đồng minh, đặc biệt là quân đội Mỹ. Chủ lực đem đến nhiều thắng lợi cho họ ở mặt trận Thái Bình Dương là hải quân và không quân thì hầu như đã bị loại khỏi vòng chiến. Nền công nghiệp của Nhật Bản bị tàn phá nặng nề và chính quốc bị bao vây, phong tỏa gay gắt. Do không còn nhiều vũ khí để chống cự lại quân đồng minh, các tướng lĩnh Nhật Bản sử dụng thứ vũ khí duy nhất mà họ vẫn còn có ưu thế hơn đối thủ, đó là tinh thần võ sĩ đạo, sẵn sàng quyết tử vì thiên hoàng. Thực tế chiến sự đầu năm 1945 cho thấy, máy bay cảm tử Kamikaze là một vũ khí hiệu quả. Tuy phải hy sinh hơn 3.900 phi công kèm máy bay, nhưng đã gây thiệt hại nặng cho hải quân phe đồng minh. Đến tháng 7 năm 1945, Nhật vẫn còn trong tay 12.725 máy bay các loại, gần như tất cả sẽ được dùng như là máy bay cảm tử. Phe quân sự Nhật Bản thậm chí đã phác thảo ra một kế hoạch tử chiến tới cùng của toàn dân Nhật. Và ngoài các máy bay cảm tử, thì Nhật Bản vẫn còn nhiều loại vũ khí cảm tử khác ở trên biển. Về tác chiến trên bộ, Nhật sẽ đưa ra tổng số 53 sư đoàn và 25 lữ đoàn độc lập, tổng cộng 2,35 triệu quân để chống lại quân đồng minh. Khoảng 1,25 triệu lính thuộc hải quân do không còn tàu chiến nên cũng sẽ tác chiến trên đất liền cùng với cả lục quân. Ngoài ra còn động viên toàn thể nhân dân, nam từ 15 cho đến 60 tuổi, nữ từ 17 cho đến 45 tuổi, tổng cộng là 28 triệu người vũ trang bằng mọi vũ khí có được, từ súng trường cho đến cung tên, gươm giáo. Bên cạnh đó còn 4 triệu công nhân quốc phòng kết hợp thành các tiểu đoàn tác chiến độc lập, vừa sản xuất vừa tác chiến. Thêm vào đó các lực lượng vũ trang của Nhật còn có 3 triệu quân đóng ở nước ngoài. Ngoài những địa bàn xa xôi như là New Guinea, quần đảo Indonesia, Đông Dương thì quân Nhật tập trung cao độ ở đồng bộ Trung Quốc, nhất là ở Mãn Châu và Triều Tiên. Xung kích của lục quân Nhật Bản là đạo quân Quan Đông với quân số lên đến gần 1 triệu người. Theo kế hoạch hành quân vào mùa hè năm 1945, nếu vạn nhất chính quốc thất thủ thì sẽ rút về Mãn Châu và tiếp tục kháng cự đến cùng. Chính phủ Nhật quyết định sẽ chiến đấu đến người cuối cùng và tin rằng quân Mỹ sẽ phải bỏ cuộc. Nếu thương vong khi tấn công vào đất Nhật trở nên quá nặng nề, dư luận Mỹ sẽ phản đối và buộc chính phủ phải đàm phán. Trên cơ sở đó, Nhật Bản có thể đưa ra những điều kiện đình chiến có lợi cho họ. Về phía quân đồng minh, Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ trình lên Tổng thống Truman kế hoạch tấn công Nhật Bản, gọi là chiến dịch Downfall. Kế hoạch chia ra làm hai bước, gồm chiến dịch Olympic và chiến dịch Coronet, đều mở màn bằng đợt ném bom giải thảm dài ngày của máy bay lục quân cất cánh từ Trung Quốc và Triều Tiên. Mỹ dự kiến rằng họ sẽ tổn thất ít nhất 100.000 người trong chiến dịch Olympic và 250.000 người trong chiến dịch Coronet.
Tuy nhiên, vụ thử thành công quả bom tên lửa đầu tiên mang tên Trinity vào ngày 16 tháng 7 năm 1945 đã đem đến một giải pháp nhanh hơn và cũng khủng khiếp hơn để ép Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Đó chính là oanh tạc Nhật Bản bằng bom nguyên tử. Ngay sau đó, từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8, đại biểu các nước đồng minh là Liên Xô, Mỹ và Anh đã họp hội nghị ở Potsdam để bàn về những vấn đề quan trọng trong chiến tranh. Trong đó có vấn đề nhanh chóng đánh bại đế quốc Nhật Bản và kết thúc chiến tranh. Ngày 26 tháng 7, Anh, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc đã thông qua và gửi cho Nhật Bản tuyên cáo Potsdam mang tính tối hậu thư, đòi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức như sau. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức cho toàn bộ lực lượng vũ trang Nhật và đưa ra sự đảm bảo thích đáng và đầy đủ đối với thiện ý của họ trong hành động này. Sự lựa chọn khác cho Nhật Bản sẽ là sự hủy diệt toàn bộ ngay lập tức. Nhật Bản trong ngày 26 tháng 7 đã nhận được lời tuyên cáo này và đã có những phản ứng khác nhau trong giới lãnh đạo. Trong khi chính phủ Nhật Bản thì không có phản ứng cụ thể, thì phe quân phiệt lại cho rằng tuyên cáo láo xược và chính phủ cần bác bỏ ngay. Chiều ngày 28 tháng 7, trong buổi họp, Thủ tướng Kantaro Suzuki xin miễn bình luận về báo cáo và Nhật Bản vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh. Với quyết định như vậy từ Nhật Bản, Mỹ đã hạ quyết tâm sử dụng bom nguyên tử để kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Những diễn biến tại mặt trận Thái Bình Dương và thái độ của chính phủ Nhật Bản với tuyên bố Potsdam đã đưa đến việc Mỹ quyết định sử dụng bom nguyên tử để kết thúc chiến tranh. Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt này ở đâu ở trên lãnh thổ Nhật Bản? Vào mùa xuân năm 1945, quân đội Mỹ đã triệu tập một ủy ban gồm nhiều sĩ quan và các nhà khoa học để quyết định xem nên thả bom nguyên tử xuống vị trí nào. Ủy ban này xác định hai mục tiêu của vụ thả bom nguyên tử đầu tiên là để dọa người Nhật sợ đến mức đầu hàng không điều kiện và gây ấn tượng với cả thế giới về sức mạnh của loại vũ khí mới. Nhà sử học Alex Wallerstein cho rằng, ở thời điểm đó, Mỹ còn đang cân nhắc những câu hỏi như mục tiêu có nên là một thành phố hay là một khu căn cứ quân sự, hay là chỉ cần phô trương quả bom mà không cần gây thương vong. Còn nhà vật lý học Edward Teller lại cho rằng, hy vọng duy nhất là để mọi người thấy được kết quả của những gì chúng ta đã làm. Điều này có thể giúp thuyết phục mọi người rằng, cuộc chiến kế tiếp sẽ vô cùng tàn khốc. Vì mục đích này, việc đem sử dụng bom nguyên tử trong chiến trận thực tế có thể sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Thế là vào khoảng tháng 5 năm 1945, Ủy ban lựa chọn mục tiêu đã đề xuất một số vị trí là mục tiêu ném bom là Kyoto, Hiroshima, Yokohama và Kokura. Ủy ban đã từ chối việc sử dụng vũ khí nguyên tử chỉ bó hẹp ở mục tiêu quân sự bởi khả năng để lọt mục tiêu nhỏ nằm giữa khu dân cư. Đối với Ủy ban, tác động tâm lý lên nước Nhật là rất quan trọng. Họ cũng thống nhất rằng việc sử dụng bom nguyên tử lần đầu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng bởi sự quan trọng của nó sẽ gây tiếng vang khắp quốc tế. Kyoto được chọn bởi đây là cố đô của Nhật Bản, là trung tâm văn hóa của nước này, trong khi đó Hiroshima là một thành phố lớn và là cơ sở hậu cần cho quân sự. Tokyo bị bỏ qua vì thành phố này thực tế đã bị thiệt hại nặng nề trong trận ném bom napalm vào ngày 9 tháng 3 trước đó. Sau nhiều tranh luận và cân nhắc, cuối cùng Kyoto bị loại ra khỏi danh sách mục tiêu do tầm quan trọng về văn hóa của thành phố này. Mỹ sợ rằng dư luận sẽ phản ứng gay gắt nếu hủy diệt một trung tâm văn hiến lâu đời. Do đó, mục tiêu được chuyển sang Hiroshima và sau đó là các mục tiêu số 2 như là Kokura và Nagasaki nếu như Nhật vẫn chưa chịu đầu hàng. Tại thời điểm bị đánh bom, Hiroshima là thành phố quan trọng cả về mặt quân sự và công nghiệp. Một số trại quân sự đóng sát đó bao gồm Sở Chỉ huy Sư đoàn số 5, Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 2 của Thống chế Hata Shunroku, Tư lệnh Phòng thủ toàn phần Nam Nhật Bản. Hiroshima là căn cứ hậu cần nhỏ của quân đội Nhật Bản và cũng là trung tâm liên lạc, kho vận cũng như là trung tâm lắp ráp vũ khí cho quân đội. Một lý do nữa cho việc lựa chọn Hiroshima là tướng Spad báo cáo rằng đây là thành phố không có tù binh chiến tranh. Với những lý do ở trên, Washington đã quyết định đây là mục tiêu số 1. Vào sáng ngày 6 tháng 8, 3 chiếc siêu pháo đài B-29 xuất hiện trên bầu trời Hiroshima. Hai chiếc trong số đó mang theo camera và các thiết bị khoa học để ghi lại hiệu quả. Chiếc thứ 3 mang tên Elona Gay thì phụ trách ném bom. Lúc 8 giờ sáng, trạm radar ở Hiroshima thấy rằng số lượng máy bay đang tiến vào là rất ít, không hơn 3 chiếc, và bỏ lệnh sẵn sàng đánh chặn bằng không quân. Vào lúc 8 giờ 15 phút, chiếc Elona Gay mở cửa khoang bom và chưa đầy 1 phút sau, hầu hết Hiroshima đã tan tành trong ánh sáng chói lòa. Quả bom được thả ở Hiroshima mang tên Little Boy và nó phát nổ khi cách mặt đất khoảng 600 mét. Sức công phá của quả bom tương đương với 13.000 tấn thuốc nổ TNT. Khoảng 90.000 người chết ngay tại chỗ và hàng nghìn người khác chết sau đó vì nhiễm phóng xạ, bỏng hoặc là do chấn động. Bán kính bị tàn phá là 1,6 km và cháy trên diện tích là 4,4 km vuông.
Ước tính 90% nhà cửa Hiroshima đã bị hủy diệt hoặc là hư hại. Đến tháng 12 năm 1945, tổng số tử vong ở Hiroshima trong năm 1945 đã tăng tới 140.000 người. Và trong suốt hơn 40 năm sau đó, vẫn có hàng trăm người qua đời mỗi năm bởi vì nhiễm phóng xạ. Sau khi vụ nổ diễn ra, Ban tham mưu của Tổng thống Truman tại Washington đã đưa ra lời cảnh báo tiếp theo nếu chính phủ Nhật Bản không chịu đầu hàng ngay. Mỹ tuyên bố rằng nếu bây giờ họ không chấp nhận các điều kiện của chúng ta, họ sẽ phải gánh chịu cơn mưa tàn phá từ trên trời, những thứ chưa hề được biết đến trên trái đất. Vào ngày 8 tháng 8, khoảng 6 triệu tờ truyền đơn đã được thả từ trên không xuống 47 thành phố ở Nhật Bản có dân số trên 100.000 người dân. Nội dung truyền đơn mô tả có bom nguyên tử có sức tàn phá tương đương với 2.000 chiếc B-29 cùng tấn công một lúc và đồng thời yêu cầu người Nhật Bản kiến nghị Thiên Hoàng chấm dứt chiến tranh. Chính phủ Nhật Bản vẫn không phản ứng gì với tuyên bố Potsdam. Thiên Hoàng Hirohito, chính phủ và hội đồng chiến tranh vẫn đang xem xét 4 yêu cầu đổi lấy sự đầu hàng của Nhật Bản, duy trì tổ chức đế quốc và thể chế quốc gia, giao cho các cơ quan đầu não của đế quốc, trách nhiệm giải trừ vũ trang, quân bị, không chiếm đóng Nhật Bản và ủy quyền cho chính phủ Nhật Bản trừng phạt tội phạm chiến tranh. Từ trước đó vào ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô là Vyacheslav Molotov đã thông báo với Tokyo về việc hủy bỏ hiệp ước trung lập Xô Nhật. Và chỉ vài phút sau nửa đêm ngày 8 tháng 8 theo giờ Tokyo, Liên Xô đồng loạt triển khai bộ binh, thiết giáp và không quân để tấn công quân Quan Đông của Nhật đang đóng ở Mãn Châu. 4 giờ sau đó, rạng sáng ngày 9 tháng 8, Tokyo nhận được lời tuyên chiến của chính phủ Liên Xô. Vì chính phủ Nhật Bản tiếp tục từ chối đầu hàng, Mỹ quyết định thả quả bom thứ hai và lần này mục tiêu là thành phố Nagasaki. Nagasaki từng là thành phố cảng lớn nhất của miền Nam Nhật Bản, có vai trò hải quân rất quan trọng nhờ hoạt động công nghiệp đa dạng từ việc sản xuất đạn dược, tàu bè, thiết bị quân sự cho đến các vật liệu phục vụ chiến tranh khác. Đây là một trong số ít những thành phố chưa từng bị ném bom quy mô lớn. Sáng ngày 9 tháng 8, chiếc B-29 có tên là Bokas sẽ làm nhiệm vụ ném bom, tương tự như vụ ném bom ở Hiroshima, và quả bom có tên là Fat Man. Vào lúc 7 giờ 50 phút giờ Nhật Bản, báo động máy bay vang lên ở Nagasaki, nhưng sau đó báo yên lúc 8 giờ 30 phút, khi chỉ có hai chiếc B-29 bay đến lúc 10 giờ 53 phút. Người Nhật cho rằng đó là những chiếc máy bay do thám và không phát lệnh báo động nữa. Vào khoảng 11 giờ 1 phút, quả bom Fat Man được thả xuống thung lũng công nghiệp của thành phố. 43 giây sau, nó nổ ở độ cao 469 mét cách mặt đất. Vụ nổ có sức công phá tương đương 21.000 tấn thuốc nổ TNT. Lúc bom nổ, có khoảng 200.000 người ở trong thành phố. Tuy vậy, do được thả một cách khá vội vàng, nên quả bom đã phát nổ ở đoạn giữa hai mục tiêu chính, xưởng thép và vũ khí ở phía Bắc và xưởng thủy lôi ở phía Nam. Nếu bom rơi trách về phía Nam, vùng thương mại và dân cư của thành phố sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều. Đây là yếu tố chủ yếu lý giải vì sao quả bom này tương đương lượng thuốc nổ lớn hơn quả Little Boy Hiroshima nhưng gây ra thiệt hại ít trầm trọng hơn. Tuy nhiên, ước tính vẫn có khoảng 70.000 người chết ngay lập tức khi quả bom phát nổ và hàng chục ngàn người khác bị thương. Bán kính vụ nổ là 1,6 km. Những đám cháy trải dài từ phần phía bắc của thành phố cho đến 3,2 km cách vụ nổ về phía nam. Hai quả bom ở Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho ít nhất 160.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Còn con số bị thương và tử vong sau đó vì phóng xạ thì không thể thống kê hết được. Mỹ thậm chí đã có kế hoạch sử dụng thêm nhiều quả bom khác nếu chính phủ Nhật Bản vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng. Tuy nhiên, hai thảm kịch ở Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho Thiên Hoàng cùng nhiều lãnh đạo Nhật Bản phải thay đổi quan điểm. Vài giờ trước khi quả bom nguyên tử thứ hai được thả ở Nagasaki, Hội đồng tối cao điều hành chiến tranh của chính phủ Nhật Bản đã nhóm họp để tính xem có nên chấp nhận lời tuyên bố Potsdam hay không. Các đại diện quân phiệt thì vẫn một mực phản đối. Thế nhưng, vào tối ngày 9 tháng 8, sau khi đã có tin tức về thảm kịch tại Nagasaki, Thiên Hoàng đã triệu tập hội đồng tối cao lần nữa. Ông bảo họ nên chấp nhận điều kiện và cốt là phải đảm bảo rằng hoàng gia cùng quyền kế vị vẫn được bảo toàn. Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức chuyển điều kiện đó sang bên phía Mỹ vào ngày hôm sau. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao James Bernis cho rằng không được phép có phân biệt gì hết giữa Thiên Hoàng và những người còn lại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Stimson lại cho rằng chỉ có uy quyền của Thiên Hoàng mới có thể buộc lực lượng vũ trang Nhật Bản đầu hàng. Mà nếu như vậy thì Mỹ sẽ tránh được những trận đánh vô ích trong tương lai và cho phía Liên Xô ít thời gian hơn để tập kết vào khu vực Thái Bình Dương. Trả lời phía Nhật Bản, Mỹ nhấn mạnh rằng người Nhật sẽ không được phép tự chọn hình thức chính phủ, nhưng đồng ý bảo đảm sự an toàn cho Thiên Hoàng cũng như Hoàng gia. Trong khi đó, các lãnh đạo quân sự Nhật Bản vẫn không chịu chấp nhận thất bại. Các tranh cãi liên tục cứ như thế trong mấy ngày. Và cuối cùng vào ngày 14 tháng 8, Thiên Hoàng tuyên bố ông đã quyết định chấp nhận tuyên bố Potsdam. Ông thậm chí còn tuyên bố sẽ ghi âm một bài phát biểu để phát trên toàn quốc
một điều chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, các thành viên phe phủ chiến nhất quyết không chấp nhận điều này vào đêm đó. Họ đã toan tính thực hiện một cuộc đảo chính để ngăn chặn việc phát động thông điệp của Thiên Hoàng. Các lãnh đạo quân sự đã lừa ép trung đoàn 2 vệ binh Thiên Hoàng tham gia và tiến vào cung rồi phá máy ghi âm chứa lời tuyên bố đầu hàng. Thiên Hoàng cùng hầu tước Kido và các nhị thần đã tìm cách để lánh đi. Quân nổi loạn không tìm được họ. Và khi các đội quân trung thành kéo đến, lãnh đạo của cuộc binh biến là thiếu tá Hatanaka Kenji cùng nhiều người khác đã tự sát. Đến trưa ngày 15 tháng 8, các đài phát thanh của Nhật đồng loạt phát đi thông điệp của Thiên Hoàng, kêu gọi tất cả các lực lượng đầu hàng. Vào ngày 17 tháng 8, lệnh đầu hàng được đưa xuống cho quân Nhật còn đang đóng rải rác trên đất Nhật và ở nước ngoài. Sáng ngày 28 tháng 8, lực lượng đầu tiên của Sư đoàn Không quân số 11 Hoa Kỳ đã đặt chân lên đất Nhật, mở đầu cuộc chiếm đóng quân sự của quân đội Mỹ đại diện cho đồng minh. Chiều ngày 30 tháng 8, tướng Douglas MacArthur và bộ tham mưu của ông đã tới và đặt tổng hành dinh lâm thời tại Yokohama, sau này rời về Tokyo. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên chiếc chiến hạm Missouri của Mỹ đậu trong vịnh Tokyo, dưới sự chủ tọa của tướng MacArthur, đại diện cho chính quyền Nhật là Marumu Shigemitsu và đại diện cho bộ tổng tham mưu của Nhật là đại tướng Yoshijiro Umezu đã chính thức ký vào văn kiện đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Thế chiến thứ hai đến đây chính thức chấm dứt. Mặc dù đóng vai trò lớn trong việc kết thúc thế chiến thứ hai sớm và nhanh chóng, tránh được nhiều trận đánh vô nghĩa ở mặt trận Thái Bình Dương, thì vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Những ý kiến phản đối chủ yếu xoay quanh hai lý do chính. Việc thả bom gây thương vong số lượng lớn nhằm vào dân thường là hành vi trái với đạo đức. Việc thả bom đứng về mặt chiến thuật quân sự là không cần thiết và không thể biện minh. Về mặt đạo đức, có nhiều cá nhân và tổ chức chỉ trích việc ném bom. Nhiều người trong số họ cho rằng đó là tội ác chiến tranh, là tội ác chống lại loài người. Hai nhân vật tiêu biểu là Albert Einstein và Leo Szilard, dù trước đó hai ông đã cùng ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Roosevelt, cổ vũ công việc nghiên cứu, phát triển bom nguyên tử năm 1939. Szilard đã lý luận như sau: hãy để tôi đề cập chủ yếu về vấn đề đạo đức. Giả sử nước Đức phát triển thành công hai quả bom nguyên tử trước chúng ta, và giả sử nước Đức thả hai quả bom đó, ví dụ xuống Rochester và Buffalo, đây là hai quận tiểu bang New York, Hoa Kỳ, rồi sau đó họ bại trận, liệu có ai băn khoăn không khi chúng ta cho đó là tội ác chiến tranh và sẽ kết tội người Đức về hành vi đó trước tòa án Nuremberg rồi treo cổ họ? Nhiều nhà khoa học đã có tham gia vào dự án Manhattan cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng bom trong thực tế. Bảy nhà khoa học, đứng đầu là tiến sĩ James Franks, đệ trình một bản báo cáo lên Ủy ban Nội chính của Tổng thống Truman vào tháng 5 năm 1945. Trong đó có một đoạn viết rằng: nếu Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng thứ vũ khí hủy diệt bừa bãi này, chúng ta sẽ đánh mất sự ủng hộ của công chúng trên toàn thế giới, đồng thời kích động chạy đua vũ trang và ngăn cản khả năng đạt được thỏa thuận quốc tế về kiểm soát vũ khí này ở trong tương lai. Giáo sư Peter Kutnick, giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Đại học American, cũng đánh giá về quyết định cho phép ném bom hạt nhân của Tổng thống Truman rằng ông ta biết rằng ông ta đã bắt đầu một quá trình hủy diệt sự sống. Đó không chỉ là tội ác chiến tranh, đó là tội ác chống lại loài người. Kuznick cũng là một trong những người tin rằng động lực khiến cho Hoa Kỳ thực hiện việc ném bom là ý muốn thể hiện quyền năng của loại vũ khí mới trước Liên Xô. Nhà sử học Mark Sheldon của Đại học Cornell cũng cho rằng việc gây ấn tượng với người Nga còn quan trọng hơn là kết thúc chiến tranh với Nhật Bản. Về mặt yếu tố quân sự, có nhiều người, trong đó có cả các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ cũng tin rằng sử dụng đến bom nguyên tử là không cần thiết vì Nhật Bản lúc đó cũng đã chuẩn bị đầu hàng rồi và những đợt oanh tạc thông thường của họ cũng đã đủ để gây sức ép. Đại tướng Eisenhower về sau cũng đã viết trong cuốn hồi ký của mình rằng năm 1945, Bộ trưởng Chiến tranh Stimson khi đó đến thăm tổng hành dinh của tôi ở Đức thông báo cho tôi rằng chính phủ chúng ta đang chuẩn bị thả bom nguyên tử xuống Nhật. Tôi là một trong những người cảm thấy rằng có những lý do vững vàng để nghi vấn cái sự sáng suốt trong hành động đó. Trong khi ông ta kể về những sự việc liên quan, tôi cảm thấy buồn chán và đã nói với ông ta về những sự hoài nghi của tôi. Thứ nhất, tôi tin rằng Nhật Bản thực sự đã bị đánh bại và việc ném bom hạt nhân là hoàn toàn không cần thiết. Và thứ hai, tôi cho rằng việc sử dụng vũ khí đó là không bắt buộc nhằm hạn chế thương vong cho lính Mỹ, bởi đất nước chúng ta nên tránh một lý tưởng làm thế giới rung chuyển bằng cách sử dụng vũ khí đó. Các tướng lĩnh khác của Mỹ cũng có chung ý kiến với cả đại tướng Douglas MacArthur, tướng lĩnh cao cấp nhất của mặt trận Thái Bình Dương. Đô đốc hạm đội William D. Leahy, quan chức cấp cao nhất của văn phòng điều hành tổng thống. Đại tướng Carl Spaatz, tư lệnh không quân chiến lược Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Trung tướng Carter Clark, sĩ quan tình báo quân sự, cùng vài người khác nữa. Đô đốc hạm đội William D. Leahy cũng đã đưa ra ý kiến rằng việc sử dụng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki không hỗ trợ về mặt vật chất cho cuộc chiến của chúng ta với nước Nhật. Người Nhật đã thực sự bại trận và sẵn sàng đầu hàng.
Đương nhiên là bên cạnh các ý kiến phản đối, vẫn có một luồng ý kiến đồng tình về quyết định ném bom xuống Hiroshima và Nagasaki. Những người ủng hộ việc ném bom nhìn nhận rằng hai vụ nổ đã kết thúc chiến tranh sớm nhiều tháng, qua đó cứu sống hàng trăm ngàn sinh mạng. Họ cho rằng cuộc tấn công của Liên Xô vào Mãn Châu sẽ chỉ có thể đánh bại Nhật Bản ra khỏi lục địa châu Á, chứ không thể đánh bại được Nhật Bản tại chính quốc gia. Và như đã nói, nếu phải thực hiện thêm hai chiến dịch Olympic và Coronet thì quân đồng minh sẽ phải chịu thêm thương vong của 1,2 triệu người, trong đó ít nhất 267.000 người chết. Những người ủng hộ việc ném bom cũng chỉ ra rằng kéo dài thời gian chờ nước Nhật đầu hàng chẳng phải là lựa chọn không có mất mát. Chiến tranh cướp đi 200.000 thường dân mỗi tháng ở châu Á từ tháng 2 năm 1945. Ném bom thông thường giết hơn 100.000 người ở Nhật mỗi tháng, và điều này sẽ tiếp diễn cho đến tận lúc quân đội Mỹ đổ bộ vào Nhật. Bom nguyên tử đưa Thế chiến thứ hai ở châu Á nhanh chóng chấm dứt, giải thoát hàng triệu con người trong những vùng bị chiếm đóng, tránh những trận chiến và đổ máu không cần thiết. Như vậy là mặc dù có nhiều người phản đối và lên án việc sử dụng bom nguyên tử, thì cũng không thể bác bỏ hoàn toàn vai trò của chúng trong việc kết thúc Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, những hậu quả của hai quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki thì sẽ không kết thúc nhanh như vậy, và nó vẫn còn tồn tại cho tới tận ngày nay. Những người bị ảnh hưởng từ hai vụ ném bom ấy được gọi là các Hibakusha, và cho đến tận năm 2023 vẫn còn hàng trăm ngàn người như vậy ở Nhật. Các đài tưởng niệm ở Hiroshima và Nagasaki cùng những nạn nhân ở trong hai vụ ném bom này mãi mãi là lời cảnh tỉnh cho nhân loại về hiểm họa khủng khiếp đến từ vũ khí hạt nhân, những thứ có thể hủy diệt cả một nền văn minh. Và vừa rồi là những thông tin trước, trong và sau khi hai thảm họa kinh hoàng ở Hiroshima và Nagasaki diễn ra. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về quyết định ném bom nguyên tử của Mỹ? Liệu việc đó có thực sự cần thiết? Hãy chia sẻ ý kiến ở trong phần bình luận nhé! Và nếu thích video này, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Spider Room và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây. Đây là Spider Room, còn mình là PinkDot. See ya!